Hai bạn, hôm nay mình thì tới ngày mình cho mấy con cá của mình ăn đồ tươi sống các bạn. Hôm nay mình làm clip chia sẻ đồ ăn tươi sống với cách làm đơn giản các bạn. Thì bây giờ mình đi xem trước tình hình tất cả các chậu cá của mình, xem coi sao các bạn. Xong rồi đi vô chế biến thức ăn cho tụi nó. Thì đặc điểm của cái dòng cá cảnh các bạn, thì dù cho là được lai tạo nhiều đời rồi nhưng mà mình được thân chuẩn nhiều đời rồi nhưng mà nó vẫn còn cái tính săn mồi với ăn thịt tươi sống các bạn, vẫn còn lưu giữ lại các cái bản năng mà của con cá hồi xưa giờ. Mà mình muốn tụi nó có màu sắc đẹp, cá khỏe mạnh đó, thì mình bổ sung cái đồ ăn tươi sống cho nó. Mà thức ăn tốt nhất thì phải tự, nên tốt nhất là tự mình chế biến các bạn. Đồ ăn tươi sống thì có nhiều loại lắm bạn, lăng quăng bò gậy nè, nào mà có cống rãnh nước là có tụi nó nhiều lắm bạn. Phải nước tù, chứ nước tù nó động thôi, chứ còn mà nước chảy là không có lăng quăng như bạn, khó kiếm lắm. Trứng nước nè bạn, trứng nước nó cũng như lăng quăng bò gậy vậy đó, mình đi vớt ở ngoài chỗ mà ao hồ tù động vậy đó. Ba là trùng chỉ bạn, mình cho thêm mà tôm, tôm động mấy tôm nhỏ bạn, ốc sên, rồi tim gan mấy cái động vật bốn chân các bạn, gia súc á, xay nhuyễn ra là cho nó ăn được à. Cá cơm nữa bạn. Đó là một số loại thức ăn mà mình có thể cho nó ăn đồ tươi sống để cung cấp cái đồ tươi sống cho tụi nó khỏe, màu đẹp lên đó. Hôm nay mình cho tụi nó ăn tôm đồng các bạn. Chỗ của mình nó gọi là tép á. Thì mình chế biến đơn giản thôi, bỏ vô chén rồi nghiền nhuyễn nó ra. Thì mình làm biến, mình lấy cái máy xay xe tố á, mình làm một lần nửa ký luôn, rồi bỏ vô tủ đá để dành cho nó ăn từ từ. Còn bây giờ mình siêng hơn, mình bỏ tép vô tủ lạnh rồi mình lấy ra từ từ cho tụi nó ăn nè. Ok, có thành phẩm rồi các bạn. Bây giờ thì mình cho mấy chậu cá ngoài ăn trước. Mình vô cho cái chậu đông đen cá cho mày ăn các bạn. Rồi mình ngồi coi cho nó ăn. Đối với những người nuôi cá, người chơi cá các bạn, thời gian mà cho cá ăn là lúc mình thư giãn, giải tỏa căng thẳng hay lắm. Trong cuộc sống hay là cái gì đó mình ngồi mình ngắm nó là thoải mái lắm các bạn. Thư giãn lắm.